nay cô và các em lại gặp nhau trong bài học tìm hiểu về một vở kịch nổi tiếng của tác giả Lưu Quang Vũ, vở Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt, qua một đoạn trích. Trước khi đi vào những màn đối thoại tiếp theo, cô sẽ nhắc lại cho các em một vài những nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu ở tiết trước. Trong màn đối thoại giữa Trương Ba và Sắc Hàng Thịt, chúng ta cũng đã đặt ra một câu hỏi là nếu như trong màn đối thoại với Sắc Thịt, Trương Ba đã nhận ra sức mạnh của Sắc Thịt, nhận ra sự ti tiện của Sắc Thịt nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi cái sự chi phối của Sắc Thịt bởi vẫn còn yêu thương và gắn bó với cuộc đời, với gia đình. Thì trong màn đối thoại tiếp theo, trong màn đối thoại với những người thân, liệu tình cảm và thái độ của những người thân đã đủ sức để giúp Trương Ba vượt khỏi cái sự thách thức của chính mình, để tự giải quyết những xung đột của chính mình hay chưa? Để trả lời câu hỏi đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần B, Trương Ba trong màn đối thoại với những người thân. Khi đối thoại với những người thân, Trương Ba đã trò chuyện với người vợ, với cháu gái và với người con dâu. Ở đây, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã không đưa người con trai vào màn đối thoại với những người thân bởi vì anh ta có một cái quan niệm sống và một lối sống khác hẳn. Con trai của Trương Ba không coi trọng cái giá trị và vẻ đẹp của tâm hồn như những người trong gia đình. Và anh ta cũng là một người ham mê và tôn thờ vật chất. Sự khác biệt đó đã tạo ra một khoảng cách và tác giả Lưu Quang Vũ đã rất chú ý khi sử dụng sức mạnh tình yêu thương của người vợ, của cháu gái với của người con dâu là những người vốn rất là đồng cảm và thấu hiểu với Trương Ba để tạo ra một sức mạnh để thúc đẩy Trương Ba quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết những xung đột của cá nhân mình. Trước hết là cuộc đối thoại giữa Trương Ba với người vợ. Người vợ là người đàn bà mộng yêu thương nhất trong suốt cuộc đời mình. Trong tâm trí của ông, hình ảnh người vợ lúc nào cũng hiện ra với cái hình đầu tiên là người thiếu nữ trong đêm hội bến tầm. Và đó là những cái kỷ niệm tình yêu mà với ông là một ký ức vô cùng đẹp đẽ mà nó sẽ theo ông suốt cả cuộc đời mình. Và người vợ cũng vậy. Bà yêu thương và tận tụy với chồng mình. Khi Trương Ba sống lại trong thân xác Hàng Thịt, bà đã mừng rỡ biết bao. Nhưng giờ đây, trong cái tình cảnh oái âm và trớ trêu này, thì những phản ứng, những tình cảm cảm xúc của người vợ cũng rất phức tạp. Chúng ta hãy lắng nghe những lời thoại mở đó sẽ thể hiện trực tiếp cảm xúc của người vợ đối với Trương Ba. Ông bây giờ còn biết đến ai nữa? Người vợ đã nói điều này với Trương Ba khi ông bày tỏ rằng mình không hề biết cô Tị đang bị ốm nặng. Trong cách nói ấy thì Trương Ba bây giờ là một người vô tâm. Ông không còn là một con người luôn quan tâm, luôn yêu thương đến những người xung quanh mình nữa, mà dường như bây giờ ông đang quá bận rộn với Hàng Thịt để kiếm tiền, để thỏa mãn cho những nhu cầu vật chất của mình. Và như vậy, trong cảm nhận của người vợ, bây giờ Trương Ba đã là một con người vô tâm và ích kỷ. Trong cái nỗi buồn đau, người vợ đã quyết định tôi sẽ đi biệt để ông thảnh thơi với cô Hàng Thịt. Thoạt nghe, chúng ta sẽ dễ có cảm giác đây là một cách nói có tính chất hờn ghen của một người vợ khi thấy chồng mình đang có một mối quan hệ với người đàn bà khác. Nhưng thẳm sâu trong nó, chúng ta sẽ hiểu được rằng không chỉ là sự hờn ghen mà cả một nỗi buồn đau, một sự mất mát hụt hẫng lớn lao trong tâm hồn của người vợ. Vì thế nên bà có cảm giác rằng mỗi lần gần ông, trò chuyện cùng ông, bà lại thấy mình hình như đang bội bạc với Trương Ba ngày xưa. Lời thoại thứ ba của bà lại chứa đựng một sự đúc kết chua xót. Ông đâu còn là ông nữa. Không chỉ là ngoại hình, không chỉ là tâm tính, mà bản chất của Trương Ba dường như cũng không còn nữa. Và nhất là khi người con trai thông báo rằng anh ta sẽ định bán khu vườn để mở rộng Hàng Thịt, thì nỗi đau mất mát ấy càng lớn dần trong bà hơn nữa. Và bà cảm thấy rằng sự thể rồi sẽ cứ dẫn đến như vậy, cùng lúc với việc bà mất người chồng là bà mất khu vườn. Và như vậy thì tâm trạng của bà là gì? Khi Trương Ba thay đổi, bà buồn bã, bà đau khổ, bà muốn bỏ đi. Vì thấy chồng thay đổi nhiều và hơn thế là thấy cảnh gia đình tan tác và hạnh phúc thì tan vỡ. Còn đứa cháu gái, bây giờ khi nó nhận ra ông đã thay đổi thì thái độ của nó thật quyết liệt. Ông nội tôi chết rồi. Nó cương quyết cự tuyệt tình thân. Không còn ông nội nữa. Với nó, bây giờ Trương Ba là một người hoàn toàn xa lạ. Và khi ông thanh minh rằng chỉ có ông nội của cháu mới biết quý cay,
chỉ có ông nội của cháu mới biết chăm cây như thế. Thì nó liền chỉ ra hàng loạt những cái sự thật để phủ nhận sự tồn tại của Trương Ba. Bằng tay giết lợn của ông đã làm gãy tiệt cái chồi non. Chân ông to bè như cây sẻng, dẫm nát cả cái cây sâm quý mới ươm. Và đứa cháu gái đau xót, căm phẫn, thốt lên: ông nội tôi đời nào phũ phàng như vậy, ông xấu lắm. Đấy. Trong cảm nhận của đứa cháu, không còn Trương Ba nữa, không còn ông nội nữa, mà chỉ còn là một kẻ mạo danh, một kẻ độc ác có tên gọi là Lão Đồ Tể. Kẻ ấy đang mạo danh ông nội, và đứa cháu ước rằng giá như ông nội còn sống, thì ông nội sẽ trừng phạt. Và cuối cùng, nó xua đuổi ông một cách quyết liệt: cút đi. Như vậy, so sánh với thái độ của người vợ, thì đứa cháu gái mới quyết liệt, mới phũ phàng làm sao. Trương Ba đã nhẫn nhục, đã nhìn cháu như cầu cứu một cách tha thiết, nhưng tất cả không thể thay đổi được suy nghĩ của đứa cháu về ông. Thì tình cảm của đứa cháu bây giờ là căm ghét, là ghê sợ. Bởi nó thương yêu ông nội. Càng thương yêu ông nội bao nhiêu, thì tâm hồn ngây thơ và trong sáng ấy lại càng không thể chấp nhận được sự lừa lọc và giả trá bấy nhiêu. Còn với người con dâu, người con đã yêu thương ông, không chỉ yêu thương mà còn thấu hiểu. Thương ông từ khi ông trở về dưới thân xác người hàng thịt. Nhưng rồi, trước sự thay đổi của ông, trước cái cảm giác xa lạ mỗi ngày một lớn dần lên trong lòng mình, thì người con dâu cũng đau đớn và bày tỏ: con sợ lắm. Bởi con cảm thấy, đau đớn thấy, mỗi ngày thấy một đổi khác. Mất mát dần, tất cả như lệch lạc, như nhòa mờ dần, đến nỗi chính con cũng không nhận ra thầy nữa. Cái sự lệch lạc, cái sự nhòa mờ dần mờ người con dâu đau đớn nhận ra không hẳn chỉ là ngoại hình, không hẳn chỉ là tâm tính, mà là tất cả những cái vẻ đẹp thuộc về tâm hồn thanh cao, trong sáng, lương thiện, tinh khôi của Trương Ba ngày xưa. Đấy là tất cả những gì mà người con dâu, đứa cháu gái và cả người vợ cảm thấy thân thuộc, cảm thấy yêu quý. Thì bây giờ đang lệch lạc, đang nhòa mờ dần đi bởi hoàn cảnh, bởi sự chi phối mạnh mẽ của thân xác, bởi tất cả những gì dung tục và tầm thường. Và câu hỏi cuối cùng, đau xót, khẩn thiết như một cái ước nguyện của tất cả những con người đã từng trân trọng và yêu quý những gì cao đẹp nhất, thánh thiện nhất ở tâm hồn một con người. Làm sao có thể giữ lại được thầy ở lại? Hiền hậu, vui vẻ, tốt lành như thầy của chúng con xưa kia. Câu hỏi đau xót biết nhường nào. Giữ thầy ở lại là giữ lại cái vẻ đẹp trong con người, giữ lại cái tâm hồn thanh cao trong sạch ở những con người, giữ lại cái bản tính lương thiện của con người. Và giữ lại điều đó là giữ lại vẻ đẹp của cuộc sống, giữ lại tình yêu thương. Và với tất cả những sự bày tỏ của mình, người con dâu đã cất lên cái nguyện vọng khẩn thiết nhất của tất cả những con người lương thiện khác. Đau đớn vì sự mất mát, sự lệch lạc của những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc đời bị chi phối, bị lấn át bởi hoàn cảnh, bởi cái dung tục. Và từ đó chúng ta thấy rằng tình cảm của người con dâu là sự xót thương, sự đau đớn nhưng cũng rất đỗi âu lo. Vì sao thế? Vì chị vừa thấu hiểu, vừa yêu thương bố mình, nhưng rồi lại phải chứng kiến cảnh bố mình thay đổi mỗi ngày một nhiều hơn. Và tất cả những cảm xúc đó, những tình cảm đó của những người thân yêu đã tác động mạnh mẽ đến Trương Ba. Nó như những cái đợt sóng vỗ vào cái nỗi đau đớn của Trương Ba, làm cho nó càng trở nên dâng trào hơn, khuếch đại nó lên một cách mạnh mẽ. Để rồi Trương Ba rơi vào một cái trạng thái tuyệt vọng. Trạng thái ấy được diễn tả qua những cái hành động kịch rất là tinh tế. Hai tay ôm đầu, run rẩy, nhẫn nhục, rồi lặng ngắt như một tảng đá. Trên sân khấu kịch, diễn viên đã diễn cái cảnh này rất là xuất sắc. Và người xem có thể cảm nhận được rất rõ cái nỗi đau âm ỉ từ trong nội tâm, trong sâu thẳm trong hồn Trương Ba. Và trạng thái đấy đã chứa đựng cái nỗi đau tuyệt vọng của một con người đang thấm thía cái nỗi đau mất mát trong tình cảm gia đình. Những tình cảm thái độ của những người thân yêu và sức tác động mạnh mẽ của những tình cảm đó đến với Trương Ba đã được tác giả Lưu Quang Vũ diễn tả một cách thành công bởi những sáng tạo nghệ thuật xuất sắc. Đó là nghệ thuật khắc họa xung đột tình cảm. Giữa một bên là cái cảm giác tha thiết níu kéo tình thân của một người gắn bó với sự sống. Cảm giác xa lạ và bất lực của những người thân khi chứng kiến những điều đẹp đẽ
cao quý mà mình trân trọng và mình nâng niu đang bị hủy hoại dần đi bởi những điều xấu xa và dung tục. Khắc họa những xung đột tình cảm đó, nhà văn đã thể hiện rất là thành công nỗi đau trong bi kịch đánh mất chính mình của Trương Ba. Và sáng tạo tiếp theo là sáng tạo trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ của các nhân vật rất tự nhiên, rất giàu cảm xúc và nó biểu hiện sống động tính cách và tâm lý của nhân vật. Qua ngôn ngữ, chúng ta sẽ nhận ra một người vợ nhân hậu nhưng yếu đuối. Một đứa cháu gái ngây thơ mà quyết liệt. Một cô con dâu thấu hiểu và đầy yêu thương. Và một Trương Ba chân thật và lương thiện. Nhịp điệu của màn kịch này cũng chậm lại và lắng sâu hơn trong cảm xúc bi thương. Sau màn đối thoại với những người thân, Trương Ba đã có những giây phút trầm tư ngồi lặng lẽ riêng mình trong cái xung đột nội tâm dữ dội. Và xung đột nội tâm ấy đã được nhà văn diễn tả một cách tinh tế qua những lời độc thoại. Thứ nhất, mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ. Vẫn là cách xưng hô mày, ta, nhưng lại không phải là thái độ cao ngạo và khinh bỉ như trong màn đối thoại trước đó. Mà ở đây là trạng thái chấp nhận của kẻ thua cuộc. Thua là bởi thân xác có sức chi phối hết sức mạnh mẽ và Trương Ba nhận ra điều đó. Và rồi Trương Ba, với sự thanh cao và trong sạch của tâm hồn, luôn tin vào sức mạnh của cái thiện, của cái đẹp, của cái chính nghĩa, lại không thể dễ dàng chấp nhận quy phục. Và câu hỏi tiếp theo như một sự tự vấn rất là mạnh mẽ trong Trương Ba. Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? Nhưng có thật là không còn cách nào khác không? Những câu hỏi tự vấn đã bộc lộ những giằng xé nội tâm và sự đấu tranh quyết liệt của Trương Ba đối với chính mình. Những câu tự vấn của Trương Ba đã gợi cho ta nhớ lại một sự đấu tranh xung đột nội tâm rất là dữ dội của nhân vật Hamlet, một nhân vật nổi tiếng trong vở bi kịch cùng tên của tác giả Shakespeare. Mà ở đó, Hamlet cũng đã tự đấu tranh với mình trong một bi kịch cá nhân và quá trình đấu tranh nội tâm của Hamlet cũng đã vang lên một câu hỏi tha thiết của thời đại và cũng là của nhân loại. Chịu đựng những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay là cầm vũ khí mà chống lại với sóng gió của bể khổ, chống lại để tiêu diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn. Và với Trương Ba cũng thế. Chấp nhận sự thắng thế của thân xác. Chấp nhận để cái tốt, cái đẹp bị hủy hoại, bị vùi dập bởi cái dung tục tầm thường, hay dũng cảm đấu tranh để giành lại những vẻ đẹp này. Đó là trách nhiệm của lương tâm. Và quyết định dứt khoát đã được đưa ra. Không cần cái đời sống do mày mang lại, ta không cần. Cái đời sống do thân xác mang lại là một đời sống vô nghĩa, không có giá trị. Đó chỉ là một sự tồn tại không hơn không kém và hoàn toàn không phải là một sự sống đích thực, một sự sống có ý nghĩa thuộc về con người. Bởi thế, ông không cần. Và khi ông không cần thì ông phải thoát ra. Ông phải vượt ra khỏi cái thử thách, cái lòng ham sống có tính chất bản năng của chính mình để nghĩ về những lý tưởng, những lẽ sống cao đẹp hơn. Và quyết định dứt khoát dữ dội của Trương Ba là không chung sống với thể xác dung tục của hàng thịt đã thúc đẩy ông đi đến một hành động quyết liệt, thắp hương, gọi Đế Thích xuống để trình bày lời khẩn cầu của mình. Và quyết định dứt khoát dữ dội của Trương Ba chính là tiếng nói mạnh mẽ của tâm hồn cao đẹp trước cái xấu xa, thấp hèn. Những tưởng đến đây xung đột của Trương Ba đã được giải quyết và Trương Ba có thể tìm lại được tâm hồn của chính mình, cũng như người đọc đã có thể thỏa mãn được với mong ước của chính mình khi thưởng thức vở kịch. Thì trong màn đối thoại tiếp theo, Lưu Quang Vũ để cho Trương Ba và cả người đọc, người xem tiếp tục được kích hoạt tư duy để tiếp tục gợi mở những suy ngẫm sâu sắc hơn về cuộc đời, về xã hội, về nhân sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần D, Trương Ba trong màn đối thoại với Đế Thích. Trong màn đối thoại này, tác giả Lưu Quang Vũ đã khắc họa xung đột giữa Trương Ba và Đế Thích xoay xung quanh quan niệm về lẽ sống. Và quan niệm ấy được thể hiện trực tiếp ngay từ những lời khẩn cầu của Trương Ba đối với Đế Thích. Trương Ba bày tỏ rằng ông không thể sống trong thân xác hàng thịt được nữa và ông muốn là tôi toàn vẹn. Không thể sống trong thân xác hàng thịt nữa, nghĩa là ông không chấp nhận một cuộc sống nhờ, sống cưỡi, sống tạm bợ, sống để thỏa hiệp nữa, mà muốn là tôi toàn vẹn, ông muốn tự chủ, muốn tự do trong cuộc sống của chính mình. Và Trương Ba đã trách móc Đế Thích.
Ông chỉ nghĩ là cho tôi sống, còn sống thế nào thì ông chẳng biết. Một vị thần tiên có thể có phép thuật ban cho con người sự sống, nhưng đó hoàn toàn chỉ là sự sống thể chất, sự sống của thân xác, một sự tồn tại không hơn không kém. Còn đối với con người, chỉ như thế thôi là chưa đủ. Đó là phải sống như thế nào cho có ý nghĩa, sống như thế nào cho có hạnh phúc, sống như thế nào để có giá trị. Đó là điều mà những vị thần tiên với phép thuật của mình lại không thể biết đến. Rồi ngôn ngữ và hành động của Trương Ba cũng bày tỏ một thái độ cương quyết. Khi bày tỏ nguyện vọng với Đế Thích, Trương Ba đã đi đến góc nhà, lấy bó hương và bẻ gập cả nắm, như để thể hiện một quyết định dứt khoát. Ông không hề mong muốn được sống tiếp trong một thân xác tạm bợ nào nữa, và ông muốn được chết hẳn để trả về với cái sự sống đích thực của mình, là đời sống của tâm hồn, một tâm hồn trọn vẹn, thanh cao với những điều tốt đẹp mà ông luôn tôn thờ và yêu mến. Còn với Đế Thích thì sao? Khi nghe Trương Ba bày tỏ những nguyện vọng, những khẩn cầu của mình thì Đế Thích lại ngạc nhiên. Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều toàn vẹn cả ư? Không ai toàn vẹn trên cõi đời này cả. Đế Thích nghĩ như vậy. Bởi vì ông cho rằng cả tôi đây, tôi là thần tiên, cả Ngọc Hoàng là người có địa vị, có danh vị cao nhất trên trời đất, trên thế gian này, cũng phải khuôn mình để xứng với danh vị của họ. Và thế nên dưới đất trên trời đều thế cả. Không ai được sống toàn vẹn, ai cũng phải thỏa hiệp, ai cũng phải chấp nhận một lối sống giả tạo, giả dối vì danh vị, vì lợi ích. Và đấy là một thực trạng, một thực tế mà Đế Thích đã chỉ cho Trương Ba thấy. Và trong thực tế ấy, cái vẻ đẹp của tâm hồn Trương Ba bỗng trở nên lạc loài, bỗng trở nên cô đơn. Nhưng dù lạc loài, dù cô đơn, Trương Ba vẫn không hề quy phục. Ông vẫn kiên định với lý tưởng sống của mình. Trương Ba là hình ảnh đại diện cho những con người thiết tha với một sự sống đích thực ý nghĩa và không ngừng đấu tranh vì điều đó. Và khi thấy Trương Ba không chấp nhận sống tiếp trong thân xác hằng thị, thì Đế Thích lại mở ra một hướng mới để cho Trương Ba được sống. Đó là muốn Trương Ba sống trong thân xác cu tỵ. Với những lời hứa hẹn rất hấp dẫn, cu tỵ có một tâm hồn trong sáng thì sẽ dễ hòa hợp với Trương Ba thôi, sẽ ổn thôi. Hơn thế, cu tỵ còn là trẻ con, còn có cả một cuộc đời ở trước mặt. Vậy nên Trương Ba sẽ được sống một cuộc đời dài hơn mà mình mong đợi. Và trước lời đề nghị đó, Trương Ba cũng phân vân. Nhưng rồi ông lại hình dung ra một tình huống oái âm mà mình sẽ gặp phải, vì ông đã trải qua điều đó trong thân xác hàng thịt, không phải là chính mình. Rằng ông không phải là con chị Lụa, làm sao để sống như là mình là con của chị Lụa? Và chị Lụa sẽ rất thương nhớ con mình lắm, và nỗi khổ lại chồng lên nỗi khổ. Còn đối với những người thân trong gia đình ông phải giải thích làm sao khi chồng và bố chồng lại là một đứa trẻ. Và trong tình cảnh đấy, hoặc ông trở nên bơ vơ và lạc lõng, không có ai để đồng điệu, để tri kỷ, để sẻ chia. Hoặc ông trở thành một kẻ tham lam, vơ vét hết lộc trời. Và rốt cuộc lại, ông cũng không phải là chính mình. Ông cũng sẽ không giữ được cái tâm hồn thanh cao, lương thiện và đẹp đẽ của mình. Và quyết định của Trương Ba vẫn là không chấp nhận. Vì trẻ con là trẻ con, người lớn là người lớn. Qua những mộc đối thoại ấy, chúng ta sẽ thấy được rằng sự đối lập trong quan niệm sống giữa Trương Ba và Đế Thích thực chất là sự đối lập giữa một quan niệm và khát vọng sống cao đẹp. Mà ở đó, con người rất trân quý sự sống, nhưng còn đề cao hơn cái ý nghĩa của sự sống gắn với giá trị của con người. Con người rất quý sự sống ở thân xác, ở sự tồn tại. Nhưng nếu chỉ có như thế thôi thì đời sống ấy là vô nghĩa, là không có giá trị. Mà sự sống về mặt thân xác phải gắn liền với sự sống tinh thần, sự sống tâm hồn để làm nên cái ý nghĩa của cuộc sống. Và tâm hồn, tinh thần chính là giá trị của con người. Và khát vọng của Trương Ba là một khát vọng mãnh liệt và khẩn thiết. Cần phải được sống là chính mình. Và ở đây, qua nhân vật Trương Ba, tác giả đã đề cao, đã khẳng định một quan niệm sống, một lẽ sống đẹp đẽ. Trong khi đó, ở nhân vật Đế Thích, lại là một quan niệm sống hời hợt và đơn giản, rằng sống là quý. Đúng thế. Nhưng ở đây, trong quan niệm của Đế Thích, sống chỉ là sự tồn tại. Một vị thần linh sống cách xa cõi người, sống cách xa cõi đời, thì linh hồn chỉ cần có thể xác trú ngụ là đủ để làm nên sự sống. Và ngoài ra, chính vì chấp nhận cái sự sống chỉ là thân xác, cho nên con người không quan tâm lắm
đến sự sống tâm hồn, sự sống tinh thần. Con người không cần thiết phải quan tâm đến những điều đó, mà con người chỉ cần thỏa hiệp, con người chỉ cần sống với sự giả tạo để được sống, để được thỏa mãn những nhu cầu, những lợi ích, những nhân vị lại tự nhiên. Như vậy, qua nhân vật Đế Thích, nhà văn đã lên tiếng phê phán những cái quan niệm hời hợt, những quan niệm đơn giản. Sự đối lập giữa chương 3 và Đế Thích còn là sự đối lập trong cách ứng xử trước sự sống và cái chết. Với Đế Thích, khi Đế Thích này nỉ chương 3 chấp nhận sống trong thân xác kẻ khác thì chỉ là vì sự tồn tại của chính mình. Đế Thích không muốn cho chương 3 chết. Chúng ta khá ngạc nhiên vì điều đó. Và thoạt nghe chúng ta có cảm giác rằng Đế Thích rất là quý trọng chương 3. Đế Thích mong muốn người khác có một sự sống và không đành lòng nhìn họ phải chết. Nhưng thật ra, khi Đế Thích này nỉ chương 3 hết sống trong thân xác người này đến sống trong thân xác người khác, thật ra cốt là chỉ để có người chơi cờ với mình mà thôi. Và khi có người chơi cờ thì Đế Thích mới có cơ hội khẳng định rằng mình là tay cao cờ. Cái lòng tốt hời hợt đó chỉ là sự ngụy trang cho một lối sống ích kỷ và vì danh lợi cá nhân. Trong khi đó, chương 3, một con người chân thật và hiền hậu thì lại tự nguyện chết hẳn. Thứ nhất, để trả lại thân xác cho anh hàng thịt vì thương chị ta quá. Trong cái cảnh sống trớ trêu là phải trú ngụ trong thân xác anh hàng thịt, rồi ban ngày lại phải ở nhà người hàng thịt, thì lại gần gũi với người vợ, cảm thông với nỗi khổ của người vợ. Người vợ đã từng chịu bất hạnh nhiều trong một cuộc hôn nhân mà tình yêu, hạnh phúc đã bị thay thế bởi những trận đòn, bởi những sự nhục mạ, bởi những sự mắng nhiếc. Chị khao khát biết bao cái sự tử tế, sự yêu thương của một người chồng. Và chương 3, khi hiện ra trong thân xác người hàng thịt, sống gần với chị ta, thì với cái vẻ đẹp của tâm hồn mình đã giúp cho chị vợ hiểu rằng đấy mới là một đời sống hạnh phúc thực sự. Chị khao khát điều này, và càng chứng kiến người vợ khao khát hạnh phúc bao nhiêu thì chương 3 lại càng thương cảm, lại càng xót xa cho người vợ ấy bấy nhiêu. Cho nên, chương 3 đã quyết định chết để trả lại cho người vợ kia một người chồng và mong rằng người hàng thịt sẽ thay đổi. Và trước khi lìa bỏ cõi đời thì chương 3 đã khuyên nhủ người hàng thịt rằng anh hãy thay đổi tâm tính của mình đi để người vợ của anh được có hạnh phúc. Rồi bên cạnh đó, chương 3 còn lại không muốn tiếp tục sống trong thân xác cô tỵ. Ngoài cái tình cảnh là phải sống trong cái sự trớ trêu là trẻ con và người lớn, thì chương 3 còn muốn cho cô tỵ được sống là để thương cho con trẻ và thương cho cả người mẹ. Tình mẫu tử không bao giờ được phép chia cắt bởi bất kỳ cái ý muốn chủ quan của bất kỳ ai, dù đó có là Tây Vương Mẫu. Và trong hành động đấy, trong cách ứng xử ấy, thì chương 3 đã hiện ra một cái tấm lòng nhân hậu và yêu thương. Ở đây, cô xin mở rộng để giới thiệu với các em phần tiếp theo của đoạn trích này. Sau khi đã chứng kiến cái hành động quyết liệt của chương 3 là chấp nhận chết hẳn để những người xung quanh mình được sống và để bản thân mình tìm lại được cái vẻ đẹp cao quý và trong sạch của linh hồn, thì Đế Thích đã thực sự bị chinh phục. Và ông đi đến một quyết định, ông khước từ sự bất tử dành cho một thần tiên ở chốn thiên đình để được sống cuộc sống trần tục bình dị như một con người. Sau màn đối thoại này, chúng ta có thể nhận thấy kết quả là chúng ta càng dứt khoát và thanh thản hơn với cái quyết định chết hẳn của mình. Và tại khoảnh khắc ấy, ông như tìm thấy lại bản chất của mình, vẻ đẹp tâm hồn trong sáng của chính mình. Vì sao vậy? Vì chương 3 đã nhận thức được cái thực trạng đáng buồn của đời sống trước sự lấn át của cái tầm thường, cái giả trá, và ông quyết không thỏa hiệp. Đây là một trong những màn đối thoại hấp dẫn nhất và giàu ý nghĩa nhất của vở kịch Hồn Chương 3 Gia Hàng Thịt, mà ở đó nó đã chứa đựng những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Sống là phải đạt đến sự hài hòa giữa tâm hồn và thể xác, không giả tạo, không chấp phá, không lắp ghép. Rồi, đã được sống là quý, nhưng phải được sống là chính mình thì đời sống mới thực sự có giá trị. Và bên cạnh việc gửi gắm những triết lý sâu sắc về sự sống, thì trong màn kịch này, tác giả Lưu Quang Vũ cũng đã rất là tinh tế, rất là khéo léo phê phán cái thói quan liêu, lối sống giả tạo vị kỷ của một bộ phận rất nhiều những con người. Và quan trọng hơn, tác giả đã ca ngợi cái vẻ đẹp tâm hồn bình dị mà cao quý của những con người lao động bình thường.
Họ có khát vọng sống thật mãnh liệt. Họ có tấm lòng nhân hậu, đầy yêu thương và họ luôn đấu tranh để vươn đến những điều đẹp đẽ trong cuộc đời. Để thể hiện thành công màn đối thoại này, tác giả cũng đã có những sáng tạo rất quan trọng về nghệ thuật. Đó là sự khắc họa nổi bật xung đột về mặt tư tưởng. Từ sự khắc họa xung đột về mặt tư tưởng đó, tác giả đã gợi mở trong người đọc, người xem những suy tư sâu xa về lẽ sống đích thực của con người. Ngôn ngữ cũng gắn với cảm xúc, nhưng quan trọng hơn, nó lại gắn liền với những suy tư, những chiêm nghiệm của từng nhân vật, nên ngôn ngữ rất giàu chất triết lý. Tất cả những sáng tạo nghệ thuật đó đã làm nổi bật hình ảnh của Trương Ba với bản chất hiền hậu, lương thiện khi tìm lại cái vẻ đẹp trong ngần của chính tâm hồn mình. Và trong phần cuối cùng, Trương Ba với sự bất tử của tâm hồn đã được thể hiện trong màn kết như một cái khúc vĩ thanh âm vang mãi trong lòng người đọc, người xem. Giữa không gian màu xanh cây vườn thân thuộc, hình ảnh của Trương Ba hiện ra qua lời giọng, chập chờn xuất hiện mờ tỏ. Nhưng dù không hình hài, không dáng hình cụ thể, thì tôi vẫn ở liền ngay đây bên bà, trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, bên cầu ao bà vo gạo. Qua lời của cái gái, ông nội đã hiện ra ở đâu? Trong cây na mà ông nội tớ trồng. Và những cây na này sẽ nối nhau mà lớn khôn, sẽ mãi mãi, mãi mãi. Và như vậy ở đây, những hình ảnh được lấy ngay từ cuộc sống đời thường, như là ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, cây na ông nội tớ trồng, lại trở thành những hình ảnh có tính biểu tượng sâu sắc để nó gợi mở về một cái sự sống bất tử, không phải là của một cái thể xác tầm thường, mà là của tâm hồn, của linh hồn, nơi mà ở đó tâm hồn Trương Ba hiện ra trong nỗi nhớ của những người thân. Và trong màn kết này, tác giả cũng đã gửi gắm những ý nghĩa hết sức sâu sắc và thâm thúy. Cuộc sống luôn hạnh phúc trong sự hài hòa với lẽ tự nhiên. Rồi tâm hồn con người là cao đẹp, là vĩnh cửu. Và đó là một bi kịch lạc quan. Bi kịch lạc quan là gì? Là nỗi đau, là sự mất mát. Nhưng nỗi đau ấy, sự mất mát ấy là gợi trên trong con người niềm tin yêu, niềm hy vọng và niềm lạc quan mới. Và do vậy, bi kịch không đưa con người đến sự buồn đau, bi lụy, mà hướng con người đến sự lạc quan. Và đó chính là giá trị của một tác phẩm văn học chân chính và đích thực. Với nghệ thuật tạo bối cảnh, nghệ thuật tổ chức những lời văn thấm đẫm cảm xúc và nghệ thuật xây dựng những hình ảnh có tính biểu tượng. Với nội dung và nghệ thuật sâu sắc đó, thì toàn bộ màn kết đã vuốt cao cái cảm hứng lãng mạn của toàn bộ vở bi kịch như một chất thơ trong trẻo. Nói như Lưu Quang Vũ, kịch cũng là một hình thức của thơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích. Nghệ thuật của đoạn trích cũng như của tác phẩm, đó chính là sự sáng tạo lại cốt truyện dân gian. Và đó là sự nối dài những cái truyền thống nghệ thuật từ quá khứ đến hiện tại, những tinh hoa từ truyền thống đến hiện đại để tiếp tục làm mới những cái giá trị văn học đã được đúc kết. Một nét nghệ thuật đặc sắc tiếp theo đó là nghệ thuật phát triển những mâu thuẫn kịch có tính chất liên hoàn và tăng cấp. Và cuối cùng là nghệ thuật khắc họa nhân vật rất sống động bằng ngôn ngữ kịch, bằng hành động kịch và nhất là qua ngôn ngữ, qua hành động đã lột tả được cái đời sống tâm lý phong phú, phức tạp và tinh vi của từng nhân vật. Về ý nghĩa, đoạn trích đã thể hiện những thông điệp sâu sắc của Lưu Quang Vũ về nhân sinh. Được sống làm người là quý giá, nhưng sống trọn vẹn với những giá trị mình có và theo đuổi thì còn quý giá hơn. Và sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên, được sống hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Con người còn phải biết luôn đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân mình để chống lại sự dung tục, để không ngừng hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý. Với tất cả những ý nghĩa đó, thì tác phẩm đã thể hiện được giá trị của một tác phẩm văn học chân chính thu hút người đọc, người xem. Trước hết, tác phẩm có một sức phê phán mạnh mẽ và đó là giá trị hiện thực của tác phẩm. Với tinh thần là một tác phẩm trong thời kỳ đổi mới, thì tác giả Lưu Quang Vũ đã bám sát và phê phán mặt trái của đời sống hiện thực để từ đó
kích hoạt trong con người những nhận thức mới mẻ về đời sống để định hướng cho con người đi đến những lẽ sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Không chỉ có sức phê phán mạnh mẽ, đoạn trích còn bay bổng cái cảm hứng lãng mạn khi hướng đến cái lẽ sống thật cao đẹp, và đó chính là biểu hiện của giá trị nhân đạo. Để hiểu hơn về đoạn trích cũng như về vở kịch này, các em cần phải đọc lại thật kỹ đoạn trích, và nếu có thời gian, nếu có cơ hội, các em hãy xem toàn bộ vở kịch nói Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt đã được công diễn ở rất nhiều nơi. Và khi xem vở kịch đấy, chúng ta sẽ được thưởng thức không chỉ là kịch bản mà còn là khả năng diễn xuất tài tình của các diễn viên, để chúng ta có thể lĩnh hội và cảm nhận trọn vẹn cái hay, cái đẹp, cái hấp dẫn của tác phẩm này, để từ đó đánh giá được một cách đúng đắn tài năng và tầm vóc của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em và chúc các em học tốt.